lỗi bạn thì uh, bây giờ mình sẽ review cho các bạn um, cách mua đồ <laughs> trên Amazon rồi làm sao mà cách mà để cho các bạn mấy cái hai ngày free shipping ở trên Amazon. Uh, nếu bạn là học sinh thì giờ mình uh, sẽ review cho bạn coi và Amazon nó Canada Thì ở đây cái này cái tài khoản của mình. Khi các bạn bấm vô đây thì bạn uh, tạo tài khoản rồi các bạn uh, bấm vô đây. Thì thật, mình bấm vô. các bạn um, Rồi. Đây nè. Cái này là cái tài khoản uh, free 6 tháng uh, free shipping của bạn Còn login vô ở đây á là mình là cái gói này gói của học sinh của bạn và gói của student uh, nếu các bạn mà muốn lấy được cái này các bạn thì các bạn phải uh, đăng ký bằng cái email của trường ở đây là mình đăng ký bằng cái email của trường mình mình học ở bcit thì mình sử dụng cái email của cái trường này nha bạn tức là cái uh, cái địa chỉ mail này các bạn bạn phải dùng mà địa chỉ mail của một cái trường các bạn đó này địa chỉ của trường mình các bạn Còn các bạn thấy không bcet.ca các bạn thì nó mới đưa cho các bạn được 6 tháng các bạn trong vòng 6, 6 tháng sau các bạn không có xài nữa các bạn Khi bạn nhớ lên đây cancel nha bạn thì nếu mấy bạn không cancel là tự động gia hạn các bạn à, nếu mấy bạn quên nó không sao thì mấy bạn cứ email cho nó lại thì nó sẽ refund lại tiền cho các bạn thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn coi uh, cách mua đồ trên Amazon ví dụ như nãy mình mới mua này đi Hồi nãy mình mới mua này nè thì uh, khi mà các bạn thấy có cái cái chữ free uh, này các bạn tức là nó sẽ miễn phí trong vòng 2 ngày shipping đó bạn tức là nãy mình mới mua thì ngày mai nó nó giao cho mình rồi nhanh đó bạn này các bạn nè. hôm nay là là thứ năm ngày mai là thứ sáu bạn file đây các bạn thì nó để là ngày mai nó sẽ chuyển đến cho mình luôn các bạn thì uh, mấy bạn chỉ cần bấm Add to cart cho bạn Cái này là hỏi mình có muốn Cover không bạn, bấm No, mình không muốn Thì uh, sau đó mấy bạn bấm Process uh, to checkout Rồi mấy bạn điền tên, địa chỉ rồi các bạn Điền tên, địa chỉ, thành phố, rồi thông tin nhà bạn đang ở Rồi mấy bạn bấm Delivery thôi bạn Bấm vậy bạn đó ấy xong hết bấm nhưng bấm continue các bạn ở đây mới ở đây ví dụ như mình mình nãy mình mua rồi nên giờ mình không có bấm vô thì các bạn bấm vô bước này nó xong các bạn giờ mình quay lại đi amazon và mình mua đồ trên amazon này tiện các bạn ví dụ như các bạn mua đúng không các bạn có thể check cái order của các bạn các bạn là như đây ví dụ như nãy mình mua đúng không mình mua cái này với cái này là tổng cộng là hết năm mươi ấy đô các bạn thì uh, bây giờ mình check cái uh, cái thông tin của mình đó bạn mình sẽ biết được chi tiết này đúng lắm nha bạn mình mua mấy lần các bạn thì lần nào nó cũng gửi đúng chính xác như trên đây nó gửi luôn các bạn nó không có bị delay như bạn chỉ cần hàng tới nhà là nó gửi mail cho mình các bạn đó nè hiện tại nãy mình muốn mua nè order chưa to đầy nè ví dụ như chút nữa nó ship rồi các bạn thì nó sẽ tới cái bước này rồi sau đó nó sẽ tới những cái bước này nào mình nhận được thì tới bước đây luôn các bạn đúng các bạn Uh, với lại ví dụ mình mua sản phẩm này các bạn mình có thể review nữa các bạn Review nữa coi sản phẩm này có tốt không Mình xài xong rồi ví dụ mình thấy tốt thì mình ra đây nhớ đánh review các bạn Như cái này nè Ở đây là có 43 khách hàng đã review các bạn Thì giờ mình chưa có nhận được cái sản phẩm này cho nên mình không có biết nó tốt hay không tốt Cho nên là mình uh, chưa có đánh giá sao cho nó các bạn Đó, Các bạn thấy không Thì uh, Ở đây có nhiều người người ta review bốn uh, sao nữa Nãy mình mua các bạn 5 sao nữa các bạn có 56% là năm sau luôn các bạn nên nãy mình mới mua các bạn dù như các bạn mua ở đây không thích nhưng các bạn cũng đổi trả bình thường các bạn các bạn lên in cái tờ giấy cái, cái form trên amazon đó bạn rồi ra đi đổi đồ bình thường thôi các bạn mua trên để tiện bạn chỉ trong vòng hai ngày thôi là nó gửi tới nhà cho mình luôn các bạn nhanh lắm các bạn chứ bình thường các bạn mua mấy mà không có cái đó là khoảng hai tuần nữa mới gửi lên nha các bạn các bạn thấy trên đây bán nhiều đồ lắm các bạn nó có bán mỹ phẩm này nữa các bạn. vô mua thì các bạn thấy có cái chữ này nè. là nó miễn phí hai ngày ship đó các bạn. Nhưng mà sau 6 tháng bạn sử dụng miễn phí cái kia đó các bạn. Thì mấy bạn phải mua ba mấy đồng cho ba mấy đồng cho năm mấy bạn. Và cho học sinh đó các bạn. Nhưng mà bình thường mình không có mua đó các bạn. Mình cũng ít mua đồ này các bạn. Nhưng mà hiện tại nó có 6 tháng các bạn mình mua cho vui các bạn. Bình thường mình hay ra best buy các bạn. Thì hôm nay mình chỉ có cái chia sẻ cho các bạn thôi thì mong các bạn coi video thấy ngay thì các bạn bấm đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình đến giờ phút này